Thưa quý vị, trước thông tin cho rằng việc Bộ Tài chính kiên quyết đòi các ngân hàng BIDV, VietinBank chi cổ tức là vì ngân sách khó khăn, thì ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ mới đây đã phủ nhận thông tin này. Theo ông Tiến, vì yêu cầu người đại diện vốn nhà nước tại VietinBank, BIDV biểu quyết theo phương án trả cổ tức bằng tiền mặt để thu nộp về ngân sách là thực hiện đúng quy định của pháp luật, nghị quyết của Quốc hội. Ngay cả khi chính sách nhà nước không khó khăn thì vẫn phải thu cổ tức. Đại diện Bộ Tài chính cũng thừa nhận nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng là có thật, nhưng cho rằng việc giữ lại cổ tức không phải là giải pháp căn cơ. Các ngân hàng cần có giải pháp mạnh hơn để thoái vốn nhà nước hoặc phát hành thêm cổ phần, chứ không phải bổ sung vốn nhỏ giọt. Thực tế, hai ngân hàng Vietinbank và Vietcombank cũng đã đề xuất xin giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống còn 51%. Hiện tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BIDV là 95,28%, tại Vietcombank là 77,11% và ở Vietinbank là 64,46%.